Vụ cháy đã thiêu rụi tòa Tam bảo tại chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Bảo vật quốc gia là bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa, 27 pho tượng Phật bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ cơ sở vật chất trong chùa. Ủy ban nhân dân xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ chiều nay, 23.10 đã có báo cáo nhanh về vụ cháy chùa Phổ Quang tại xã này xảy ra vào sáng cùng ngày. Theo đó, khoảng 9 giờ 45 phút sáng ngày 23 tháng 10, sau khi nhận tin báo từ người dân về vụ cháy xảy ra tại chùa Phổ Quang, Ủy ban nhân dân xã Xuân Lũng đã thông báo và huy động lực lượng đến ứng cứu, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao và các cơ quan chức năng của huyện. Tuy nhiên, khi lực lượng cán bộ xã có mặt tại hiện trường thì lửa đã bốc cháy cao. Trong khi chờ lực lượng cứu hỏa tới, lực lượng chức năng đã sử dụng các phương tiện tại chỗ để xử lý đám cháy. Khoảng 10 giờ 30 phút, lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cứu hỏa. Đến 11 giờ 30 phút thì ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Thống kê thiệt hại cho thấy, vụ cháy đã thiêu rụi tòa Tam Bảo, bảo vật quốc gia là bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa. Đồng thời, 27 pho tượng Phật bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ cơ sở vật chất trong chùa. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 25 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Liên quan đến việc xử lý vụ cháy này, chiều nay, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra thực tế tại di tích, có ngay biện pháp bảo vệ bảo vật quốc gia bàn thờ Phật bằng đá, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất phương án xử lý. Báo cáo phải hoàn tất, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch trước 10 giờ ngày mai, 24.10. Chùa Phổ Quang, còn được gọi là chùa Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, được xây dựng vào khoảng đầu thời Trần, đã trải qua nhiều lần tu sửa. Chùa được tu sửa lớn nhất vào năm 1626 và lần gần đây nhất vào tháng 4 năm 2021. Ngôi chùa có niên đại hơn 800 năm và còn lưu giữ được nhiều di vật, cổ vật có giá trị. Chùa Phổ Quang xây dựng cách đây hơn 800 năm theo kiểu chữ công, lộc ngói, có hai cấp chùa. Chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1980, lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có giá trị, đặc biệt là bàn thờ Phật bằng đá từ thời Trần với họa tiết hoa văn độc đáo được công nhận bảo vật quốc gia năm 2021. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lũng, cơ sở vật chất trong ngôi tam bảo chùa Phổ Quang gồm bảo vật quốc gia là một bàn thờ Phật Thạch Tòa, các pho tượng gồm ba tượng tam thế, một tượng quan âm, một đại thế chí, một tượng văn thù một phổ hiền, một bức thích ca bằng đá, một ngọc hoàng đại đế, hai hộ pháp, một nam tào, một bắc đầu, một tòa cửu long, bốn tứ đại thiên vương, một tòa dược sư, hai hộ pháp, một ban đức ông gồm ba tượng, một ban thành tăng gồm 3 tượng, 4 động sơn trang, một bức oảnh phi câu đối, bốn bức hoành phi, hai câu đối, 17 bát hương các ban, một phản gỗ đặt trên bệ đá hoa sen, hai bộ chấp kịch, ba đèn gỗ, hai bộ đèn bằng đồng, một bộ lư bằng đồng. Cháy nổ có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, bao gồm. một, Ô nhiễm không khí, khói và khí độc từ cháy nổ thải vào khí quyển, làm giảm chất lượng không khí và gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 2. Ảnh hưởng hệ sinh thái, cháy rừng hay cháy nhà máy có thể phá hủy môi trường sống của nhiều loài động thực vật, dẫn đến mất đa dạng sinh học. 3. Nước bị ô nhiễm, chất thải từ cháy nổ có thể rò rỉ vào nguồn nước, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến hệ sinh thái nước. 4. Đất bị ảnh hưởng, chất lỏng và hóa chất từ cháy nổ có thể làm biến đổi cấu trúc đất, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây cối. 5. Biến đổi khí hậu, khí nhà kính được thải ra từ cháy nổ có thể góp phần vào biến đổi khí hậu gây ra những hệ lụy lâu dài cho hành tinh